Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên mình có ít máy này cũng muốn review lên cho tất cả các bạn cùng tham khảo. Thì trước mắt các bạn đây thì hôm nay khá là nhiều máy mới và chất, nên các bạn cố gắng để ý từ đầu đến cuối video để lựa chọn cho mình những chiếc máy mà ưng ý nhất các bạn nhé. Thì đầu tiên thì cũng không còn xa lạ gì, đó chính là một chiếc Samsung Note 9. Đó, chắc hẳn các bạn còn rất là quen thuộc với dòng này. Và hôm nay thì bên mình có một chiếc máy Note 9 màu titan. Đấy, ngoại hình của nó thì tương đối đẹp. Đây, cạnh viền của nó thì tương đối đẹp các bạn nhé. Cạnh viền thì tương đối đẹp, nhưng mặt lưng của nó thì có hơi xước phe phẩy một chút. Nói chung là con này không phải là phe phẩy mà nó cũng thuộc diện là xước khá nhiều các bạn nhé. Đấy, Samsung Note 9. Con này thì tuy nó hơi xước nhưng được cái nó zin. Cả mặt trước thì mình thấy là nó cũng nói chung là mặt trước thì đẹp các bạn nhé, mặt trước đẹp, mặt trước thì tương đối đẹp, thi thoảng có phe phẩy lông mèo, những cái đấy thì không tránh được. Thì đây, về màn hình của nó đây, cái quan trọng nhất của con máy, màn hình cực đẹp luôn, cực sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Con này thì đã lên 2 sim 2 sóng bản Hàn, nó RAM 6, bộ nhớ 128GB, pin của nó 4000, màn của nó là 6.4. Đó, thực sự rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đó, RAM 6 nhớ 128GB. Samsung Galaxy Note 9, đây là dòng đáng mua nhất thời điểm bây giờ. Giá cực kỳ là rẻ, rẻ hơn cả đợt trước rồi. Và về cái cấu hình của nó thì thực sự luôn là quá là nhiều công nghệ, như nhận diện khuôn mặt, vân tay hay là mống mắt. Đó. Hoặc là màn này hiển thị độ phân giải 2K+. Đó. Màn hình cong, nói chung là bọn này thì thực sự là về công nghệ thì nó là không thua kém gì so với các cái đời sau đó. Mà giá của nó thì bây giờ thì rất là phải chăng các bạn nhé. Con máy này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 5.400.000 các bạn nhé, 5.400.000 thôi. Đó, máy rất đẹp. Đấy, tiếng Việt. Bọn này là nên 2 sim rồi, nhưng mà các bạn dùng app ngân hàng thoải mái các bạn, bởi vì Note 9 thì bản ROM của nó là đã quá ổn định rồi. Có dòng series 10 thì ROM của nó chưa ổn định cho lắm. Đó. Nhưng mà cũng phải được 90-95% thì thoải mái cho các bạn sử dụng. Ok các bạn nhé. Con này thì bản Hàn thì nó sẽ chạy con chip Exynos, chứ không phải là chip Snapdragon các bạn nhé. Màu titan, màu rất đẹp luôn các bạn này. Cái này thì bên mình đánh dấu là cây số 1, sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 5.400.000 các bạn nhé. Cây số 1 giá cho bạn là 5.400.000. Tiếp theo vào cây số 2 đây. Đấy, cây số 2 sẽ là một cây cũng màu tím Note 9, cũng bản Hàn Quốc. Ngoại hình nâng của nó thì đẹp hơn con kia một chút, nhưng mà cũng xước sát một chút thôi các bạn nhé, xước sát một chút thôi. Cạnh viền của nó thì lại là đẹp luôn. Đó, viền đẹp, mặt đẹp, màn không ám, không ố, không lưu hình các bạn nhé. Con này thì nó đang hết pin, thì bên mình sẽ cam kết với các bạn nó là màn đẹp, không ám, không ố, máy không lỗi lầm, không có bất kể một cái gì để cho các bạn phải lăn tăn, ngoại trừ nó là những cái vết xước li ti bé xíu như thế này các bạn nhé. Đó, nói chung con này ngoại hình của nó tầm khoảng 97%, rất là đẹp, zin tuyệt đối, nguyên áp suất. Bên mình đang bán cho các bạn với giá con máy này cũng 5.400.000 các bạn nhé. Màu tím khoai môn, màu tím của sự thủy chung, rất đẹp. Đây là cây số 2, bên mình đang bán cho bạn cũng 5.400.000. Đó, tiếp theo có một cây số 3, nó ở phía xa xa một chút. Đây, cây số 3 thì cái này video hôm trước mình đã view rồi, một cây máy là tương đối đẹp. Đó, cây máy này là tương đối đẹp, nói chung là đẹp hơn. Bên mình đang bán là 5.500.000, thi thoảng thì vẫn có phe phẩy lông mèo nhưng mà nó ít hơn. Thì đây mình sẽ đổi thành là cây số 3 các bạn nhé. Màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình, tất cả đều RAM 6, bộ nhớ 128 và đều là 2 sim, pin 4000 thì rất là khỏe. Đó, Samsung Galaxy Note 9, bút biếc đầy đủ các bạn nhé.
Tiếp theo đến một cái dòng máy nó hơi xa lạ một chút, đó là một chiếc hai chiếc Soli XZ3. Hôm nay bên mình có hai chiếc, một cây là màu màu này gọi là màu gì nhỉ, ghi trắng này đó, nó vừa lai trắng mà vừa lai màu xám đây các bạn nhìn này. Đấy, và con này nó là một con tím mận đấy, màu tím mận. Nói đến mận mình lại nhớ cái món dựa mận đáng đói đây này, thực sự rất đẹp. Tất cả dòng LG thì các bạn để ý là cái vỏ của nó hầu như con nào cũng có thể là đút được móng tay vào các bạn nhé, nhưng mà test áp suất thì căng đét luôn, nhảy 20-30 đơn vị cho các bạn luôn đấy. Thiết kế của dòng dòng Soli là như thế các bạn nhé, Soli XZ3 đấy. Ngoại hình của nó thì là một chiếc máy hàng zin keng luôn như hàng A luôn, nhưng mà màn hình của nó thì nó có xước phe phẩy một chút các bạn nhé. Đấy, màn là màn xước phe phẩy nhưng mà nói chung là không ảnh hưởng. Dòng này thì không có cường lực các bạn nhé, dòng này thì mặt kính của nó đã được là một loại kính nó cứng hơn các dòng khác rồi nhưng mà nó vẫn xước đấy. Này thì mình vừa reset lại máy cho nên là gì đây, quay số đây. Đấy, màn zin đẹp không ám không ố không lưu ảnh. Con máy này thì nó là RAM của nó là 4GB, bộ nhớ của nó là 64GB, chạy con chip Snapdragon 845, thực sự rất là mạnh mẽ luôn. Một sim một sóng đó. Con này thì pin của nó thì lại 3300, rất là ổn, rất là khỏe với cái mức giá mà siêu rẻ. Con máy này bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 2.800.000, giá chỉ có 2.800.000 cho một con Soli XZ3 đó. Các bạn có thể tham khảo thêm ở các cái giá ở các trang mình thấy thì đang bán là tầm 3.300.000, 3.400.000 đó. Cái Soli XZ3 bên mình hôm nay chỉ về được 3 chiếc nhưng mà một chiếc thì khách đã đặt rồi nên mình đã gửi đi đó. Con máy này thì bên mình đang bán là 2.800.000, và cây màu tím mận này cũng vậy, bên mình cũng bán cho các bạn giá 2.800.000. Ngoại hình của nó thì cũng là rất đẹp. Đây cái phím này để chụp ảnh này, phím nguồn này, hai phím tăng giảm âm lượng này. Đấy, khay ở trên thì không phải que chọc sim, cứ thế lấy tay bấm là ra này. Đấy, chạy chip Snap thì cực kỳ mạnh mẽ, và các bạn cầm con máy này thì mình cảm giác nó chắc chắn, rất chắc chắn. Từ mặt sau cong cong vòm vòm, mặt trước cũng cong cong vòm vòm. Thực sự cái này mà để nó thiết kế giống như cái hình viên đá mài ấy các bạn ạ. Rất là chắc chắn và rất là khỏe, cầm cảm giác máy rất là đầm tay các bạn nhé. Đó, màn đẹp không áo không ngố không lưu hình. À, bên mình cũng đang bán cho các bạn với giá của nó là 2.800.000 các bạn nhé. Tặng các bạn một bộ cáp sạc thôi các bạn nhé. Bộ này thì tai nghe của nó thì chung với cả jack cắm sạc, nên bên mình không có. Bên mình chỉ có tặng các bạn được cái tai nghe 3.5 thôi. Nhưng mà bộ này nó jack taxi thì không có không có tai nghe các bạn nhé. Đó, tiếp theo thì sẽ là một chiếc Samsung Galaxy Note 10. À, con này thì nó là Note 10 Plus các bạn nhé. Để mình bật nguồn đây. Note 10 Plus 5G, màn đẹp không ám mố. Con này thì hỗ trợ sóng 5G, RAM của nó là 12GB, bộ nhớ của nó là max dung lượng đó là 512GB các bạn nhé. Ngoại hình của nó đây thì mặt lưng của nó thì cũng gọi là phe phẩy lông mèo thôi, nhưng mà rất đẹp các bạn nhé. Mặt lưng phe phẩy lông mèo nhưng rất đẹp. Đây. Đấy. Hỗ trợ sạc nhanh. Đấy. Nhưng mà bên mình vẫn tặng các bạn củ sạc 15W thôi nhé. Đây, có một vết cấn nhẹ ở trên đầu. Đấy, rất đẹp. Ui. Nói chung là như thế là đẹp tương đối rồi. Đó, màn hình tương đối đẹp các bạn nhé, màn này. Đấy, đẹp luôn. Nói chung là tất cả chức năng đều ok hết các bạn nhé. Cảm ứng màn zin thì nên các bạn yên tâm về độ nhạy, độ mượt của nó. Đó, con này bút điếc đầy đủ.
Đây, con này bộ nhớ của nó là 512GB các bạn nhé, 512GB rất là khỏe. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 7.800.000. Đây một con mắc dung lượng luôn. Con này thì các bạn níu cả thế giới luôn nha các bạn nhé. Rất đẹp, ngoại hình rơi vào tầm khoảng 95%. Cấn một vết này. Đấy. Tặng các bạn ốp lưng và một bộ cáp sạc. Đấy. Bên mình khi bán ra thì cả bút cả tem đều có, cả máy đều có tem nhé. Các bạn chú ý đừng bóc tem ra để được bảo hành nhé. Màn trắng sáng. Đấy. Rất đẹp. Vân tay ở trong màn hình, nhận diện khuôn mặt, mống mắt. Giá chỉ có là 7.800.000 thôi các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là những chiếc máy mới của ngày hôm nay, đó là 246 cây. Bên mình có 6 cây Samsung Galaxy S10 bản Nhật, RAM 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB, pin của nó là 3500. Màn hình của nó là Super AMOLED 2K cộng 6.1 inch, chạy ROM quốc tế nên là các cái app rác là sẽ không còn, một sim một sóng, tất cả đều là hàng siêu LED cho các bạn luôn, không ám, không ố, không lưu hình, hàng đẹp 99% cho đến cận ken, hàng này tự tin bao cho các bạn áp suất luôn các bạn nhé. Đó, không có một gọi là dấu vết gì luôn. Đây này, hàng gửi về nguyên cây từ bên kia về đó, cho nên là áp suất của nó căng đét luôn các bạn nhé. Đấy, mình sẽ chọn một cây là nó có pin, vẫn còn pin để pin cho các bạn. Đây, với thiết kế nhỏ gọn, vừa lòng bàn tay, cầm nó không có cảm giác là khó sử dụng, một tay mình cũng có thể là thao tác được rất là ok. Đó, và con này đây thì cấu hình của nó thì rất là mạnh mẽ. Vừa mình đang dùng đến các cái chiếc Note 9 hoặc là Soli, mình cầm vào chiếc Samsung Galaxy S10 chip Snap này thì cảm giác nó nhanh và mượt hơn rất nhiều. Chip Snap 855. Đấy. Màn của nó thì rất là đẹp, 6.1 inch. Bộ nhớ RAM ROM của nó là 8GB trên 128GB các bạn nhé. Đấy, đẹp. Hôm nay bên mình có nguyên một màu toàn trắng sứ luôn để tha hồ cho các bạn mua máy nhé, không phải kén chọn. Đấy, màu này rất là ưa chuộng, hầu như cứ có màu trắng sứ là sẽ bán được trước, sau đó là các màu kia là sẽ bán sau. Đấy, đông đảo các bạn lựa chọn thì chắc chắn là màu nó sẽ đẹp và nó sẽ theo xu hướng. Đấy, rất đẹp này. Đấy, logo nhà mạng này. Đấy, rất đẹp luôn, một sim một sóng. Dòng này thiết kế nhìn rất là sang trọng các bạn nhé. Bản Nhật đã chạy ROM quốc tế nhé. Đây, các cái áp giác của nó hầu như là đã hết rồi các bạn nhé. Đấy, áp giác hầu như là đã hết rồi. Đó, thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 5.300.000 các bạn nhé. Bên mình đang bán cho bạn giá là 5.300.000, hàng zin ken, và bên mình sẽ test áp thử cho các bạn. Đây, các bạn nhìn này, áp chuẩn này. Đấy, áp cực chuẩn luôn. Còn các bạn mà áp mà test lên nhiều thì đấy, nó có thể là sẽ là không phải áp chuẩn. Đấy, còn áp này các bạn nhìn cái số này, 1020 này. Đấy, lên xuống này. Đấy, lên xuống này, rất là ok này. Đấy, con này thì đầy đủ tất cả chức năng các bạn nhé. Xem này, nó có hỗ trợ những gì nào. Sinh trắc học thì có nhận diện khuôn mặt này, vân tay này. Đấy. Đấy, rất ok. Cam đằng trước này, một chấm. Đây, mình thử xem cam nhé. Đây, cam này thì có chụp góc rộng và chụp góc hẹp. Mặt trước cũng vậy. Ủa, sáng quắc luôn các bạn ơi. Hà Nội đang rất rét và Covid đang rất là nhiều các bạn nhé. Nên các bạn đi đâu thì nhớ để ý sức khỏe, khẩu trang, các thứ đầy đủ bảo hộ. Đó. Bên mình đang bán cho các bạn đồng giá là
5.300.000 các bạn nhé. Đó, S10 bản Nhật rôm quốc tế, không còn áp giác nữa, các bạn sử dụng tẹt ga luôn các bạn nhé, dùng như máy Việt Nam luôn. Được tặng kèm là bọn này thì bên mình đang khả năng là sẽ có ốp lưng, có một bộ cáp sạc và một tai nghe các bạn nhé, không có cường lực, không có miếng dán. Bọn này mình có 6 cây thì 6 cây này đẹp như một luôn nên các bạn yên tâm. Tiếp theo là đến nốt 10 này hôm qua thì mình vẫn còn lại 2, 4, vẫn còn 5 cây đó, thì tất cả thì màu đen thì bên mình đã bán hết rồi, còn lại 3 cây màu đa sắc và 2 cây màu hồng thì tất cả đều là hàng A, hàng chuẩn led cho các bạn, cũng là hàng nguyên cây đó, zin keng, hàng siêu chất. Hàng này thì mình cam kết với các bạn, nếu các bạn cầm vào mà không ưng là mình tặng máy luôn đấy các bạn ạ. Cầm con máy thứ rất là chất luôn, rất là chất lượng, đẹp từ mặt trước mặt sau cho đến xung quanh viền, trực lăng rồi áp ủng nhảy đầy đủ luôn. Thì các bạn nào muốn view rõ hơn thì các bạn có thể là lên trên kênh của mình, chọn cái video của ngày hôm qua, hoặc là lên trên Google gõ hộ mình Samsung Note 10 5G nhá. Bọn này thì RAM của nó là 12GB, bộ nhớ của nó là 256GB đó, thực sự là rất là khỏe. Bọn này thì nó đang chạy con chip Exynos các bạn nhé, còn vì bọn này nó là bản Hàn, hỗ trợ sóng 5G đó. Bên mình thì hôm nay sẽ không tiện view bởi vì những cái máy này là bên mình view từ hôm qua rồi. 100% màn hình đẹp, không ám, không ố, không lưu, không xước, không, nói chung là bất kể có một cái điểm trừ nào cả. Bọn này nó là hàng A cộng ở, nên các bạn yên tâm khi các bạn mua những chiếc hàng này về các bạn nhé. Tuy giá nó có hơi cao một chút, từ video trước nữa thì bên mình đang bán là 6.500.000, nhưng mà đến cái video ngày hôm qua thì bên mình đã bán là 6.800.000 rồi các bạn nhé. Đó, bên mình đang bán giá là 6.800.000, các bạn đợi mình à đây. Để các bạn xem hộ mình video hôm trước nhé. Và tiếp theo sẽ là một chiếc LG V40 Thinh Quy. Con này thì bên mình vẫn còn một cây. Cái này thì ngoại hình của nó thì cũng view từ video hôm qua rồi. Đây là một con này có vết xước ở trên đỉnh, trên đỉnh này, một vết xước này, hai vết xước này. Đấy. Xước rất nhỏ thôi nha các bạn nhá, rất nhẹ thôi. Đó. Cái này thì ngoại hình của nó ngoài hai vết xước này ra thì nó là hàng đẹp lung linh luôn các bạn nhé. Con này thì nó chạy hai sim hai sóng. Nó là bản Hồng Kông, nó là bản hiếm, bản 128GB, RAM của nó 6GB. Đó, chip Snap 845 và giá của nó đang là 3.400.000. Đây là bản 2 SIM, giá của nó có hơi có chút cao hơn so với bản 1 SIM các bạn nhé. Và một bản 1 SIM thường thường là bản 64GB thôi, còn đây bản 2 SIM, nó là bộ nhớ 128GB. Đó, màn của nó 6.4 và cũng độ phân giải 2K+, không thua kém gì LG V50 Thinh Quy các bạn nhé. Đấy. Bên mình đang bán cho các bạn thanh lý giá 3.2, nỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng các bạn nhé. Tặng các bạn ốp lưng, cáp sạc, tai nghe và kính cường lực luôn. Đó. Chắc là các bạn để con V50 này rồi, nhưng mà con V50 này thì mình trước lúc quay video thì đã có khách chốt rồi nên là bên mình sẽ không quay nữa. Và bây giờ mình cũng đã view xong những chiếc máy đang có tại kênh, thì mong rằng nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn và chúc các bạn sẽ sớm tìm được cho mình những chiếc máy ưng ý nhất. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.